비추고 Apple. Trước đây thiên hạ đồn đại rằng trái táo là một cách Apple tri ân cho Alan Turing, cha đẻ của ngành khoa học máy tính, đã qua đời bởi một trái táo độc. Thực tế thì đơn giản hơn nhiều, nhà thiết kế Rob Chernoff muốn nó khuyết bởi ông cho rằng trái táo bị cắn tạo ra chiều sâu, còn quả táo nguyên vẹn thì trùng với những trái cây tròn trịa khác. Android. Nhà thiết kế Arina Block và đội của cô được giao nhiệm vụ tạo ra một thứ bao gồm robot và thứ gì đó dễ nhận ra. Nghe thì khá hài hước, nhưng cảm hứng để họ tạo ra logo này chính là từ biểu hiệu của các nhà vệ sinh công cộng. Wikipedia. Biểu tượng của bách khoa toàn thư toàn cầu là trái đất, một điều hiển nhiên. Những mảnh ghép bao gồm nhiều ngôn ngữ, tượng trưng cho sự đa ngôn ngữ của thế giới loài người. Điều thú vị là những mảnh ghép này không lắp thành khối hoàn chỉnh, bởi vì Wiki vốn là một thứ luôn luôn được cập nhật mỗi ngày. Ferrari. Nhiều người cho rằng Ferrari chính là biểu tượng của sức ngựa, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Cha đẻ của hãng, ông Enzo Ferrari cho biết, logo con ngựa đã được sơn lần đầu trên máy bay của phi công nổi tiếng Francesco Baracca. Sau đó, logo này được mẹ Francesco tặng cho Enzo sau một cuộc đua và từ đó mọi chuyện đã là lịch sử. McDonald's. Vào năm 1962, McDonald thuê chuyên gia tâm lý Louis Cheskin về làm việc. Ông cũng chính là người đề nghị chuyển logo của hãng đồ ăn nhanh sang chữ M mềm mại. Chuyên gia này cho rằng chữ M này nên có hình dạng giống như bộ ngực của phụ nữ, vốn tiềm ẩn cảm giác thèm ăn và nhắc nhở mọi người về tuổi thơ hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, điều đáng nói đến là Cheskin đã không sáng tạo ra những vòng này và chúng có mặt trong các nhà hàng từ những năm 1950. Uber. Gần đây, Uber đã thay đổi logo của họ từ chữ U sang biểu tượng một hạt nguyên tử. Công ty này tuyên bố rằng logo mới có ngụ ý rằng xe của họ có thể được tìm thấy bất cứ nơi nào giống như chính các hạt nguyên tử vậy. BMW. Có tin đồn rằng logo BMW tượng trưng cho một cánh quạt máy bay và ngay cả một số nhân viên của công ty cũng tin vào điều đó. Tuy nhiên, nó đơn giản hơn nhiều. Màu xanh và trắng đã được chọn là màu sắc của xứ Bavaria, quê hương của hãng. Lacoste. Năm 1923, tay vợt Rene Lacoste đi bộ trên đường phố với đội trưởng của anh, Alan Moore. Họ rất thích một chiếc vali da cá sấu sau khi ngắm bên ngoài cửa hàng. Lacoste và Moore đã đặt cược rằng nếu Rene giành được trận đấu tiếp theo, Alan sẽ mua tặng anh chiếc vali đó. Lacoste đã thua, nhưng một nhà báo đã nghe được câu chuyện này và viết một bài rằng tay vợt nổi tiếng đã chiến đấu như một con cá sấu. Đó là cách Lacoste có biệt danh của mình và công ty của ông sau đó có được biểu tượng nổi tiếng sau này. Pepsi. Biểu tượng Pepsi có vẻ đơn giản, nhưng nó tốn kém nhiều hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Nó có giá lên tới 1 triệu USD, khoảng 22 tỷ Việt Nam đồng. Các nhà thiết kế đã phát triển nó theo tỷ lệ vàng, được cho là hài hòa và dễ chịu nhất đối với mắt người. Starbucks. Rất ít người biết về nó, nhưng logo của Starbucks là một nàng tiên cá đang giữ hai vây đuôi. Huy hiệu này được lấy cảm hứng từ huyền thoại về Melusine, một nàng tiên cá đã kết hôn với một người đàn ông trần tục. Năm 1971, toàn bộ hình ảnh về nàng tiên cá có thể được nhìn thấy trên cốc cà phê, nhưng sau đó nó bị kiểm duyệt. Pinterest. Dường như khá đơn giản ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nếu bạn nhìn kỹ vào ký tự đầu tiên, bạn sẽ thấy nó giống với một cái ghim giấy thông dụng ngoài đời thực.
Pinterest theo nghĩa đen là ghim hình ảnh với các bức tường, với ý nghĩa rằng chỉ họ mới ghim ảnh trên thế giới ảo mà thôi. Nike. Một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất trên thế giới lại là một trong những thứ ít tốn kém nhất để tạo nên. Vào năm 1971, Phil Knight, chủ sở hữu của Nike, đã trả cho một học sinh, Carolyn Davidson, với mức giá chỉ có 35 USD. Ông thậm chí còn không hài lòng với kết quả ban đầu. Thế nhưng, dấu swoosh nổi tiếng đã trở thành biểu tượng lịch sử và không có gì ngạc nhiên khi người ta so sánh nó với đôi cánh của Nike, nữ thần chiến thắng. Người ta thường bảo, tốt khoe xấu che. Chúng ta luôn tự hào khoe ra những điều tốt về đất nước cho những người bạn ở phương xa để thu hút khách du lịch đến thăm quê hương mình. Và đương nhiên, cái gì xấu thì sẽ giấu biệt đi, để những du khách tội nghiệp tự có những trải nghiệm đau đớn. Gần đây, một chủ đề mang tên Vì sao tôi không nên đến thăm nước bạn đã gây chú ý và thu hút nhiều lượt trả lời trên Quora, để mọi người có thể thấy sự thật hoàn toàn khác xa với những gì mình tưởng tượng. Cùng điểm qua một số điều có thể làm bạn vỡ mộng ngay lập tức về những địa điểm du lịch mà bạn cho là tươi đẹp trên thế giới nhé. Nếu muốn đến một nơi có khí hậu ấm áp và ít mưa thì Na Uy không dành cho bạn. Theo Peter Brennan Ryan, đừng đến đây nếu bạn nghĩ người Na Uy rất thân thiện. Họ sống rất tách biệt và lạnh lùng. Ở đây chúng tôi quan niệm rằng, trên đường phố mà có ai cười với mình, một là họ có vấn đề, hai là họ là người Mỹ. Thời tiết ở Na Uy cũng không thật tuyệt vời. Mùa đông tiết trời âm u tăm tối, tuyết phủ trắng muôn nơi, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Mùa hè lại gắn liền với những cơn mưa không ngớt. Thống kê cho thấy, tại Bergen, vào năm 2015, có tổng cộng 279 ngày mưa trên 365 ngày. Thiên nhiên hoang dã của Úc không mấy thân thiện. Telly Rawlinson, Jessica Brinley chia sẻ, bên cạnh những cá thể koala và kangaroo đáng yêu, Úc còn nổi tiếng vì lực lượng động vật hoang dã đông đảo. Trong đó, chó hoang, ếch độc, rắn độc, cá mập và cá sấu là những sinh vật cần được dè chừng nhất. Theo Eric Worrell, mọi người không nhận thức được nước Úc có thể đáng sợ như thế nào. Nếu như may mắn không gặp bọn chúng, bọn động vật chết người, bạn cũng không thể cảm thấy thoải mái vì nắng nóng ở đây khá khủng khiếp. Đó là lý do mà từ năm lên 4, trẻ con ở đây đã được dạy cách sinh tồn, cách đối phó với vết rắn cắn, ve cắn, cá sấu, bệnh dịch từ muỗi hay thời tiết xấu. Quora luôn rất đông đúc và nhiều xe cộ. Thành viên Ahmad El-Shafei cho biết, Quora luôn đông đúc mọi lúc mọi nơi, xe cộ thì chẳng biết từ đâu cứ xuất hiện ngay trước mũi. Nơi đây sở hữu tỷ lệ xe hơi trên đầu người cao nhất thế giới. Rõ ràng, đây không phải là một nơi thân thiện để thong dong đạp xe giữa khung cảnh lãng mạn đâu. Lượng xe cộ khổng lồ và việc xây dựng các công trình công cộng chính là nguyên nhân khiến nơi đây trở thành một trong những nơi ô nhiễm nhất thế giới. Ngoài ra, cái nóng tại Quora cũng khiến cho bạn xây sẩm mặt mày, không thoải mái dễ chịu như những gì mà bộ phim Fast and Furious thể hiện đâu. Nhân viên phục vụ ở Croatia không mấy thân thiện. Thành viên Lewis Thorning kể xấu rằng, người Croatia rất hay than phiền và dịch vụ ở đây cực tồi tệ. Cô nói rằng bạn sẽ gặp những nhân viên thô lỗ, sẵn sàng nói xấu bạn ngay thời điểm vừa quay lưng bước đi. Pray for me. I was the black sheep.